kinh kệ vô thượng thâm tâm di diệu pháp. 1, 2, 3, 4, trời ơi, tiền gì rách nát quá làm sao xài được. Ba niên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, phải chạy con kiếm quỷ nữa. Trời ơi, cái con mẹ chính này thiệt à, đưa tiền đuổi lại mới được chứ làm sao mà xài được. Cái thằng trẻ già này thiệt bắt chích ghê vậy đó. Nam mô A Di Đà từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Bà, bà gì? Bà tụng gì vậy? Thì kinh cứu khổ cứu nạn chứ gì, hỏi lắm nhắc thật. Kinh cứu khổ mà có thằng cha già mắc dịch trời trọng là sao? Nam mô A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Con sáu tà ri nó giật tiền của tôi. Trời ơi, tức quá là tức mà. Trời ơi, Nam mô A Di Đà Phật, cho con xin 5 phút con kiếm con này con quánh nó. Bà xin trời Phật chi có 5 phút, bà xin nửa ngày chữa cho nó đã. Phải à, xin nghỉ tu nửa ngày mới được. Để đi tìm con sáu cà ri, lôi đầu về đây đánh cho một trận, cho bỏ cái tật gian manh cướp giật nè. Tao đánh bể mặt mày biết tay tao. Trời ơi trời, chết tôi bà ơi, chết tôi. Sao bà lại nắm đầu tôi? Bà còn giật giật thôi thôi cái đầu phú hộ này, chứ đâu phải đầu con sáu cà ri. Ây cha, tôi lộn, bị dẫn quá rồi nên chẳng nhìn ra ông. Ông ơi, nè, ông có sao không ông? Sức mẹ nó cái chùm tóc bạc rồi, còn cái mặt thì sưng. Trời ơi, lại thêm hai cái răng rụng, hàng tiền đạo thì đã tội lỗi bà ơi. Đâu đâu đâu, ông đưa miệng tôi coi nè. Ôi vậy là tôi nhổ dùm hai cái răng già lung lay. Trời ơi trời, hai cái răng còn lại của tôi để dành ăn cháo. Bà giọng cho gãi mẹ nó rồi còn nói bà nhổ dùm nữa. Bà tu mà bà ác quá bà phù hộ ơi. Thôi mà, bây giờ không phải lúc nào nhõng nhẽo. Ông đi liền cho tôi đi. Đi đi, nhưng mà đi đâu? Trời ơi, đi đổ tiền rách lại cho mẹ chết lé cho đi đâu. Thôi thôi thôi, bà để nó đi, bữa nào đổi không được. Đi liền đi liền đi liền, con mẹ này nó lắc léo lắm, nó trở bữa dữ lắm. Rồi mai mốt đưa tiền nó không phải tiền nó nữa. Vậy sao bà không đi đi? Trời ơi, tôi mắc đi tiệm sáu cà ri, xé tét nó ra giữa chợ cho nó mặt xấu, cho nó biết tay bà phú hộ này không phải dễ giật của bà đâu mà nghe. Thôi bà ơi, bà đừng quên là bà đang tu. Bà đang tu tại hộ khẩu của bà. Nam mô A Di Đà Phật. Tu thì tu chứ, gặp chùa mới tu, nhưng mà gặp giặc thì bốt phiền. Ở đó có đi không? Đi đi. Dạ khoan khoan khoan, xin tia ma hãy chờ con, cứ ở đó khoan đi. Chờ chi? Mày là ai mà tao quên? Đừng làm mặt lạ vợ chồng ông phú hộ. À, tao nhớ ra rồi, mày đây chính là... Con là Tất Đức, làm chuyện bất nhân cũng chỉ vì Bích Loan. Vậy là tại sao công tử lại xưng con? Vì làm rễ hột mấy lần chưa được, cho nên lần này con quyết lòng ở lì. Ở lì làm sao? Công tử nói tôi nghe coi nè. Ở lì mà cũng không biết, sao tia ma ngu quá vậy? Trời đất ơi, nó chửi mình ngu. Đúng đó bà. Ông hào con, đã xưng là con mà nói với tia ma ngu như vậy là đứa con mất dạy nghe con. Bề trên là ngu ít, chứ kẻ dưới là ngu nhiều. Ngu nặng, ngu tùng khô, ngu thâm niên, ngu khu đế, ngu dài hả? Được nước làm tới hả? Thôi thôi, dặn con, dặn xuống con, răng nhịn đi được vợ con. Nói lòng vòng sao nãy giờ chưa chịu giải thích cái ở lì cho mày. Người ta nói ở lì cũng như là tạm trú lì, tức là ở đại, buổi không đi, có khiêng liện ra ngoài sân cũng chạy vô ở nữa. Vậy là mày liều mạng rồi. Chứ còn gì nữa, tôi đã vì Bích Loan mà thân thể tôi bầm dập đi phá gia can người ta, mò vợ của Hoàng Phi Học, lại mò nhầm cái thằng bất nhân bị sập giường loại dò, rồi bị quan huyện đánh nữa. Ôi thôi, cả trăm ngàn thứ trúng đổ lên đầu, đã chưa lấy vốn mà cũng chẳng có lời. Tội nghiệp cái thân tôi cũng chỉ vì yêu mà bị kẻ đâm người thôi, nên lần này quyết ở đại không cho cũng nhập. Nhập cái gì đâu, mau nói thử tôi nghe. Thì nhập phòng đàn gái chứ nhập cái gì, không cho cũng cưới, cưới đại cưới càng. Nhưng mà con Bích Loan không có ở đây thì mày cưới tao được không? Bà đừng có hỏi vậy. Sao nói được? Nó thuộc loại bà lơn, nói cưới bà thì tôi thất nghiệp. Đáng nhất, đồ cha già không được thuốc, mở miệng ra vô duyên rồi. Anh này này, nhanh nhanh, tiếng ai đừng có gây gỗ nữa, sùm quá. Mau kêu Bích Loan ra đây cho con gặp mặt con My một cái vô đỡ nhớ coi. Cái gì vậy? My hả? Ừ. My là gì? Trời ơi, dùng tiếng mới nữa hả? Trời ơi, bà này quê ơi là quê, My mà cũng không biết nữa. Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới nghe. Mà My là cái gì ông? My là lông My đó, bà đưa cái mặt bà đây cho tôi My cho bà biết. Đừng, 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 đừng,
không, kỳ quá không làm gì. Hai vợ chồng này chịu chơi quá ta. Ông bà phú hộ này cứ đá bóng hoài à, làm tôi bắt thèm muốn chảy nước miếng à. Nhớ lại tình yêu. Bích Loan đâu? Để tôi vào tôi gặp Bích Loan à. Đứng lại. Tao chưa cho phép người đâu vậy? Tao đã nói con Bích Loan không có ở nhà. Không ở nhà thì ở đâu? Vô chùa kiếm nó đi. Bích Loan đi tu. Sao tía má không cản vậy hả? Trời ơi, cản sao được. Tao cản hoài mà không được, tao xin đi tu luôn. Nhưng mà không có chùa nào chứa nên tao còn đứng đây đây chứ. Trời ơi, Bích Loan nó đi tu. Như vậy là cuộc đời của Dương Tức Đức này từ nay sẽ tàn theo mây khói. Nàng đã đi về chùa thì nay đầu em không tóc. Ôi Bích Loan đẹp xinh, vì sao đầu em cặp lóc? Ôi biết làm sao đây để vuốt tóc mềm của em, tóc của anh như giá đàn kia. Ôi cứ sao em vào chùa làm chi? Ủa mà nàng tu ở chùa nào vậy? Chùa nào hả? Chùa nào ai biết chùa nào? Nếu công tử muốn tìm thì cứ đi qua hết tí đình chùa Ám Cốc Miếu, chắc chắn tới nào cũng sẽ tìm gặp nó. Đi đi, đi kiếm nó đi. Quý trời đất ơi, sao má nói gì kỳ vậy má? Có ai tu Ám Cốc Miếu bao giờ mà má biểu con đi kia? Cô muốn hại con đi cho nó rụng cái cặp giò. Không có định chùa thì ở Ám Cốc Miếu chớ đâu. Cái mặt khù khờ vậy mà cũng đòi kiếm con Loan. Giờ này đây chắc con Loan đã cạo trọc đầu, thì công tử còn đi kiếm làm chi? Phải kiếm chứ, bởi vì nàng đã hứa làm vợ của tôi rồi, bây giờ bỏ đi tôi khơi khơi vậy sao được. Phải đi tìm em bé tìm vợ. xin chào hai vợ chồng hú hộ già khó thương. Đồ rẻ trời đánh đồ cái thằng rẻ lá mơ. Bích Loan ơi, tiểu thư Bích Loan gì ghen đã xui khiến ta làm điều bất nhân thất đức. Trời ơi, ta mới khơi khơi hết 5 lượng vàng rồng mà thiếu chút nữa là bỏ mạng xa trường rồi. Không, ta không thể chờ đợi nàng. Những lời hứa hẹn đẩy đưa hoài ta không chịu được, mà ta phải thừa cơ ra tay chiếm ngay lời, chiếm cái ngàn vàng của nàng. Dịp mai hiếm có nàng đang ngủ say à, một mình nàng à, hay không bằng hên. Ta lén vào hưởng nhĩ tầm xuân. Trời ơi, ai làm gì vậy? Đừng la nè anh nè, bất nhân nè. Buông tôi ra. Trời ơi, nó đè tôi nghẹt thở. Trời ơi, mà nó còn để cái mũi nó hết trên mặt tôi nữa nè. Trời ơi, chết cha, lộn tiệm rồi. Trời ơi, bà phú hộ ngủ đây nha. Trời ơi, cái thằng bắt chân ha, thì ra là mày. Ú cha mà chạy khỏi tay bà con ơi. Ui da, trời ơi, buông ra, đừng nắm đầu. Trời ơi, coi chừng trụi lũi hết chùm tóc bây giờ. Tao hỏi mày vậy chứ tại sao trong lúc tao đang ngon giấc đẹp mày dám đè lên mình tao rồi còn hít lìa hôn tao? Má ơi, tại vì con tưởng Bích Loan nên mới làm vậy, chớ biết má đây thì ông nội con cũng không dám hôn. À, thì ra mày là tên trộm ái tình đã bị bắt quả tang. Mẹ này, cái tội của mày phải được giải lên quan. Đi mày, đi theo tao mày. Khoan, má ơi, đừng làm lớn chuyện càng thêm mang nhục. Má buông con ra nên với quả với quy là hơn. Buông ra mày, buông ra cho mày chạy hả? Đâu có dễ dàng vậy được mày. Nào, con ơi con đã xâm phạm tiết hạnh của má rồi. Thì bây giờ má bắt buộc con phải cưới mẹ. Trời ơi, chết con rồi. Trời ơi, bà nội ơi. Má ơi, má đừng có nói chơi, má con làm thiệt. Không phải, con tự thiệt. Thì con lấy lỗi đạo với bề trên. Ủa không phải nữa, trời ơi, sao thần khẩu hại sát phàm. Cái miệng ăn mắm ăn muối bữa nay sao nói lung tung quá vậy không biết nữa. Vậy cái chuyện vừa rồi, em đã mang tai tiếng rồi. Bây giờ dàn tính sao đây? Trời ơi, con mập ốc hết trơn. Trời ơi, tính gì được mà tính, còn lại ma. Vấn đề đó ông phú hộ giải quyết. Còn tao, xin lỗi, còn con
xin được an phận làm con. Con không dám xứng đôi dừa lứa với má đâu. Xứng đôi dừa lứa trong tổ nụ cha mày cho đó xứng đôi dừa lứa hả mày? Má ơi, má già sao má hổn quá cỡ thờ mộc cho má. Mày đừng có nghe tao nói vậy mà ha, mà tung tốt hả con? Tính bước tới hả con? Một đạp vô mặt nghe con, phun máu họng ra nghe con. Tao chứ không phải mấy con mẹ rửng mỡ đâu nghe. Đường chiều xế bóng mà còn mê bù nhí đâu. Thử mày đó mày. Hú hồn hú vía. Nói vậy mà không phải vậy. Phải nãy giờ làm thiệt thì mụ nội cũng đổi chuối chiên rồi. Tao biết mà mày cũng không có dừa gì đâu. Cũng đứng đầu cái loại mà dê con buông sừng hút dữ vậy thưa. Ít thân chút chứ không có hiền từ đức hạnh gì đâu. Mai à, mai mà tao ngủ trưa chứ phải con gái tao mà thả hồn theo giấc điệp thì kể như là tan nét một đời bóng hoa tàn nhụy rữa rồi, thấy chưa? Thôi má ơi, má có nói gì thì nói, con xin má làm ơn. Má chửi thì chửi, má làm gì cũng được đó, nhưng mà má buông cái đầu con ra, đau quá, nãy giờ má nắm lâu quá rồi. Ơi, nắm vậy rồi làm sao con mọc tóc nổi má. Coi chừng lát đầu con trọc lóc giống như nhà chùa Tam Bảo thì tội nghiệp con đó má ơi. Sao được mày, nắm đầu mày cho nó chắc ăn. Không chắc ăn đâu má. Bộ má không nghe người ta thường nói hay sao? Nói gì? Người ta nói là nắm đầu đừng lo, đừng cho nắm áo. Chị cho tao nắm áo mày luôn. Chờ thằng Cao Cứu Hộ về đây trói đầu mày lại rồi giải mày lên quen. Nắm áo, nắm áo, nắm áo, cứ nắm chắc rồi mình tự thao. Cứ nắm đi để mình tự lo, rớt rút ra để cho mình chồng. 1, 2, 3, 4, hãy dòng cho sớm. Chùa ngân nga mà lòng con bồi hồi sao xuyên. Nở muôn bước chân vào chốn am dân bụi trần xa lánh, con nở muôn hồi quê về nơi mái ấm gia đình cho lòng. Chờ giờ quy y thi pháp, cái thân thể rực lửa yêu đương căng đầy nhựa sống, lại sắp sửa khoác áo nâu sồng, tay vui với kinh kề, miệng sẽ quen mùi tương trao dưa muối. Ôi đạo và đời hai lối, mà lòng của Bích Loan còn hoang mang chưa dứt khoát. Ta phải tự chọn lấy lối nào đây? Kìa, tiếng chuông chùa ngân vang như thoát tục, đang xéo gọi Bích Loan vào quỳ dưới chân Đức Phật Di Đà.
ta phải vào hậu liêu chờ giờ thi pháp. Xin giả từ cuộc đời, giả từ tất cả những người thân. Trời ơi, từ sáng tới giờ tôi đi lục lạo tìm kiếm không biết bao nhiêu là kiến chùa. Mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con mà có thấy bóng dáng Bích Loan đâu nè trời. Bích Loan ơi, em nào đâu có biết. Ôi, ta buồn, ta đi lang thang cũng bởi vì ai. Trời ơi, ca mà nàng có nghe được đâu mà ca trời. Qua hết đình chùa, không chừa am cốc miếu, nhưng biết đến bao giờ mới gặp được Ni Cô Loan. Ôi, mệt quá rồi. Ngồi xuống gốc cây này nghỉ chân chút, rồi tiếp tục đi gõ cửa chùa, hỏi thăm Ni Cô nào mới cạo trống. Hay, cha mẹ ơi, thân thể rã rời, còn hai cái chân thì... Trời đất ơi! Cái chân tôi giờ nó đã sưng dù như cẳng voi, làm sao bước vô chùa. Nó nhức quá rồi hai con mắt ca, đi trúng đá là nó đào quá ca. Phen này chắc si cà que, tìm nàng hơn bò kim dưới đáy hồ. Nói vậy, than thì than vậy, chứ đi tìm Bích Loan dù có phải nhảy vào chảo dầu đang sôi 800 độ, hay là nhảy vào trong lửa đỏ để chết cháy như con thiêu thân, ta cũng nhảy nữa, chứ đừng nói chi cái chuyện đi vô cửa chùa. Nhất định lầm dặn lầm, nhất định phải vô. 1, 2, 3 là ta đi vô chùa. Anh theo em vô chùa, chùa hôm nay cũng vui. Anh theo có bộ Ni Cô đang quét lá. Đúng rồi, dường như là Bích Loan. Chứ còn ai nữa? Bích Loan, anh nè, Thất Đức nè em. Mô Phật, thí chủ đã lầm. Tiện Ni không phải là người có cái tên mà thí chủ vừa gọi, mà Tiện Ni là người đã thi pháp từ thuở lâu. Mười mấy năm nay giai lạc trong chùa, ngày tháng quen rồi cành muối dưa. Xin người hãy để lời lời danh gác bỏ ngoài tay. Thí chủ nên để cho Tiện Ni được vô chùa, vì sắp đến giờ làm lễ cầu siêu. Lầm sẽ được mà lầm, chính nàng là Bích Loan, nàng đã gạt ta, nàng đã hứa hẹn với ta những gì rồi bây giờ nàng lại bỏ đi tu. Ta bắt buộc nàng phải hoàn tục, phải cởi bỏ lớp áo nhà chùa. Nàng không cởi thì ta cởi. Dương Thất Đức, công tử không được xúc phạm đến Ni Cô, là người đã bỏ đời theo đạo. Ủa, mặt này, Bích Loan nè, đây mới thiệt là Bích Loan nè. Vậy mà nãy giờ ta tưởng Ni Cô này là nàng chứ. Cũng may nàng đến kịp lúc, chứ không người ta cởi áo Ni Cô này rồi. Công tử ơi, tôi cũng sắp sửa quy y thí pháp, công tử còn tìm tới tôi làm chi nữa. Bích Loan ơi, nàng có biết không, bấy lâu nhớ thương mong đợi, vì ai mà tôi lặng lội, chạy bộ gần loại đôi chân, không chừa đình chùa am yêu, nơi đâu tôi cũng tới tìm. Tìm làm gì cho nhọc sức, tôi đang chờ giờ thi pháp, muốn xa lánh xa cuộc đời. Đâu được, đâu lánh xa xa lánh được. Bình Loan, nàng đâu có thể đi tu một cách dễ dàng như vậy. Ta đi nghe lời xúi giải của nàng đi khám điền thổ vợ người ta, bị sập giường, rồi bị quan quyện đánh thân thể ta bầm dập, chắc tới già còn mang bệnh hậu. Nàng lợi dụng ta để thỏa mãn ghen hờn, chứ nàng chẳng yêu ta. Dạ xin công tử hãy hiểu cho tôi. Tôi không có hiểu gì trên cái trọi. Hôm nay ta nhất quyết phải khám điền thổ nàng. Trời ơi, ta khám tại nơi đây ngay giờ này. Bích Loan, buông tôi ra.
tội, công tử làm gì vậy? Nơi đây là cửa chùa mà. Đừng lo, ta đã xin phép thần hoàng bổn cảnh và yêu cầu mấy vị Phật trong chùa ngó lơ quay mặt chỗ khác. Bớ người ta ai cứu tôi với. Đừng kêu la vô ích, ta bất chấp tinh thần. Bích Loan, ta không còn muốn thấy một mảnh vải nào để thân ngà ngọc của nàng, dù là thánh thiên bạch nhật. Dương Thất Đức, hãy dừng ngay hành động bị ổi của một tên gian dâm vô đạo. Kìa, công tử Diệp Chân Giang, xin công tử đừng chen vào chuyện riêng của tôi mà giữa chúng ta mất niềm hòa khí. Thôi đi Dương Thất Đức, nếu như mi chưa chết mất lương tâm như thường vô lỗi bất nhân, thì hãy ngưng ngay hành động điên cuồng, buông Bích Loan ra, rời khỏi nơi đây, đi đi cho phước mắt ta. Chớ có nhiều lời, ta đây chẳng có sợ bất cứ một kẻ nào. Đừng thấy Thất Đức mày đây nể mặt kiên quai rồi nhát khỉ rùng cây. Nếu mày đây muốn ra tay can thiệp xem vào chuyện riêng của tao thì đừng trách tao sẽ chẳng dung tha. Ta đã cản lời mi vẫn không nghe, cứ quyết lòng dập liễu dù qua. Được, ta sẽ cho mi một trận để mi chừa bỏ tật. Muốn chết thì cứ nhào vô, tao đây đang đợi bẻ giò mày cho nó loại. Ngon, được rồi, vậy là mày tới số. Nhào vô kiếm ăn, nhào vô biết vỏ mèo, vỏ rắn, nhào vô. Ê, vỏ chuột tao còn chưa ngán nữa chứ đừng nói chi vỏ mèo, vỏ rắn. Coi đây mày, coi đây. Ở chỗ mày đấm rồi sao mà nhà cái mặt đẹp trai của tao mày đấm một cái qua mạng vậy? Máu trời, đặt máu mũi, dập nát mẹ lên cái đồ thợ rồi. Đi, cút đi cho khuất mắt tao. Được rồi. Đi. Mày đánh tao mày nhớ nghe, mày đánh tao sặc máu mũi bể con họng mà không chừng rủa can phèo phổi nát bét như tương. Diệp Chân Giang, mày có ngon không hả? Tao hỏi mày chi ngon. Vậy? Mày gan mày đứng đây đi, tao chạy. Không phải, tao về tao mét má tao, tao mét má tao cho mày coi. Cho bỏ cái tật dây ẩu dây tả, dây mất trật tự. Kìa, tiểu thơ. Tên khốn nạn đó có làm gì tiểu thơ không? Rất tiếc là tao đã chậm bước, cho nên tên vô loại đó mới xúc phạm đến thân thể của tiểu thơ. Công tử ơi, tội của tôi đáng chết. Đúng là cái câu quả báo nhãn tiền. Chỉ vì một chút ghen hờn mà Loan đã gây nên bao nhiêu tội lỗi. Xin tiểu thơ đừng buồn, đừng hối tiếc, vì trong cuộc đời có mấy ai tránh khỏi lỗi lầm. Nhưng khi lầm lỗi mà biết ăn năn sửa đổi, đó mới là điều đáng quý chứ. Công tử ơi, tôi không thể nào sống được. Tôi phải chết. Chết để đền tội của tôi. Tôi phải chết để cho lương tâm không còn dài dò cắn rứt. Tôi phải chết. Khoan tiểu thư. Đừng Loan ơi, đời đầu vẫn số. Xin hãy nghe tôi, gương sầu lấy đau làm vui. Để mai đây con cất bước lên xe qua về nhà chồng. Đời của em có còn gì đâu anh, đã lỡ duyên nên tình ta. Xin Loan đừng bi lụy nắng sâu thế. Giang quanh ơi, đời của Loan từ đây và mãi mãi về sau có còn gì nữa. Đêm bước đã bao lần kén chọn bạn trăm năm, nhưng vì câu hổ đối muôn đăng nên tình yêu hạnh phúc mong manh như sương khói lan chiều. Em vừa mới biết cái yêu là đã khổ lụy nhiều rồi. Có ai hiểu cho đời người con gái đã lỡ cuộc tình nên xăm buồn thương. Đâu có ai cuộc đời gian
đến khi bắt đầu dần sâu tình duyên nên gượng cười cho quên. Môi hồng còn tươi như nét son, đời của Loan sáng dần trăng. Xin ai đừng đưa em lên đỉnh cao, vì mộng mơ bấy lâu tàn rồi. Bởi tạo số vô duyên nên gần nửa kia xuân xanh, mà đường tình duyên còn nhiều lấn đần. Giang huynh hãy về đi, xin vĩnh biệt. Khoan đã, Bích Loan. Giang huynh, anh muốn nói gì với em? Anh xin thú thật với em, trong lòng anh nghe sao xuyến. Trong anh đã thầm nhớ thương một hình bóng yêu kia. Người anh yêu nay chính là Bích Loan. Thầm tương nhớ phút giây đã gặp lần đầu. Từ nay hạnh phúc của đời với tình của anh. Loan ơi, tình yêu đến với anh thật quá bất ngờ, nhưng lại đậm đà tha thiết. Nếu em không chơi anh là một nho sinh lang bạc, thì anh nguyện trọn kiếp sẽ cùng em nên nghĩa châu. Ngày mai đây Loan sẽ lên kiệu qua để cất bước theo chân. Cho em hết cảnh buồn duyên tuổi phận, mình sẽ ấm lạnh hoặc nồng sớm tối có nhau. Anh sẽ lo chuyện sách đèn kinh sử dồi trao, quyết một ngày mai tên đầy bản hồ. Hãy vui lên đi em Loan ơi, đừng đau khổ, vì anh quyết dựng lại lầu qua chờ đón mỹ nhân về. Giang huynh, em biết Giang huynh tội nghiệp cho số phận của em mà nói vậy, chứ em nào có xứng đáng gì với Giang huynh đâu. Em ơi, từ bấy lâu nay dù không thấy tận mắt nghe tận tay, nhưng chuyện gì của gia đình em anh cũng biết. Ông bà phú hộ thì phú có thắm sáng, lòng lúc nào cũng ham vàng phú nghĩa. Đã bao lần dương gia trang tưng bừng kén rể, nhưng chưa có một ai được ông bà vừa ý tác hộp nương duyên. Cái gia đình này chỉ mơ ước chức trạng nguyên, nên thường nói chức phận thường thường như quán tràng. Anh cũng biết em là người hiểu cao học rộng, nên khi chọn chồng phải đối đáp dân thơ. Giang huynh đã biết rồi, cái nỗi khổ của em diệu thảo với song thân mà phải triền miên mang quan trai. Vì lẽ đó nên anh thấy thương hơn là đáng trách, nếu chẳng chê anh thì hai ta kết mối duyên lành. Giang huynh, như vậy là Giang huynh mang tội lớn lắm đó. Hả? Trời ơi, tội gì mà lớn vậy hả Loan muội? Giang huynh cưới em tức là bắt em phải bỏ đạo theo đời. Thôi đi Loan muội, tu gì được mà tu. Sao vậy Giang huynh? Nè,
Loan muội vào chùa chỉ để che giấu niềm đau, tìm nơi thanh tịnh để mặc tình, ngồi một mình tuôn rơi nước mắt, phải không? Thấy vậy chứ không phải vậy đâu Giang huynh ơi. Người ta chán đời đi tu còn chưa đắc đạo, huống gì em đi tu là để chạy trốn tình yêu. Cũng may à nghe, cũng may là em chưa có xuống tóc đó. Không sao đâu, gặp tình cảnh này đó, nếu mà lỡ em có cậu độc thì anh cũng quyết rước về nhà. Như vậy chắc cái ngày rước cô dâu á, mà cô dâu cái đầu trống lóc chắc cái cười lắm hả Giang huynh à? Cười cười nhưng mà vui. Giang huynh muội Loan muội. Em Bích Loan ơi, mình về mau để báo tình hôn lễ đi em. Vâng. Duyên lứa đôi giờ đã thắm tươi, quanh hiên đang vui đùa khoe sắc nhớ nhớ. Ta ngất ngây hồn say tơ thắm, qua tình ta ngát hương sắc câu hiệp hòa. Bao ước mơ giờ đã thủy nguyên, say ngất ngây miệng tình nay đã trót trao. Tay nắm tay mừng duyên đôi lứa, sâu mạnh rực với nhau vô nơi sắc son. Trạng nhập triều. Dạ, hạ thần là Trạng Nguyên Hoàng Phi Học, xin đế đầu kính bái thiên nhang, chúc thánh thượng tuế tăng vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, khanh hay bình thân. Vạn đội ơn thánh thượng. Này Tân Trạng, khanh đã mang tội phạm thượng khi quân, lẽ ra đã bị bãi chức Trạng Nguyên đuổi về dân dạ, nhưng vì thương tình công chúa cầu xin, trẫm ban chiêu chỉ cho khanh lại nhập cung đình, phục chức Trạng Nguyên với điều kiện rõ ràng. Nhị vị phu nhân đâu? Trẫm chưa thấy mặt, đã vào triều hay còn ở tận miền quê? Khải tấu thiên nhang lệnh vua đã phán dạy, hạ thần nào dám đâu làm điều sai trái. Hai vợ của hạ thần cũng đến một lượt với thần đây. Vậy thì nội giám đâu? Hãy mau mau truyền lệnh cho nhị vị phu nhân của quan Tân Trạng được phép vào triều trung bệ kiên, chính thức rõ ràng kẻ trước người sau. Dạ mô tâu hai vợ của hạ thần. Sao chẳng cho vào mà lại bẩm với tâu? Dạ trên này đường lại kinh ngang núi Phụng Hoàng, bị bọn cướp đường chận bắt đem đi. Tân Trạng nói sao? Hai vợ của Tân Trạng bị bọn cướp chận bắt à? Tâu dân thật là vô lý. Từ xưa đến nay, bọn thảo khấu chỉ chận đường khách giảng lai để đòi tiền bãi lộ. Chúng cướp của hoặc giết người, chứ chúng bắt vợ của Tân Trạng để làm gì? Nếu sự thật không đúng như lời thì khánh sẽ bị bêu đầu trảm thủ. Dạ cài tấu thiên nhân hạ thần nào dám khai mang để bị bêu đầu trảm thủ. Vừa mới hay tin của chiếu chỉ vua ban phục chức Trạng Nguyên, hạ thần đẩy lòng mừng khắp khởi cùng nhị vị phu nhân vội vã đăng trình. Muôn dặm quan sang đường đê kinh xa xôi cách trở muôn trùng, hạ thần phải ngày đi đêm nghỉ, vượt núi qua đèo không kể trong gai. Nhưng có ngờ đâu qua gửi tay bay, bọn cướp núi chặn đường đón ngò. Một mình thần hạ phải dương quay dịu võ, nhưng không thể cử đương khi mãnh hổ nan địch quần hồ. Khanh đã đánh bọn cướp như thế nào và sự thật ra sao, cứ trình tấu đuôi đầu để quả nhân minh xét. Muôn tâu bệ hạ, một mình thần đây phải tả sông hữu đột, vừa che chở cho mình vừa bảo vệ nhị vị phu nhân. Rồi vô tình mắc kế điệu hổ ly sơn, trong lúc lâm chiến thần đã quên đi hai bà
giờ. Đến khi tên tướng cướp đâm đầu bỏ chạy, thần hạ mới quay nhìn lại, thì bóng dáng nhị vị hiện thế đã biệt biệt phương nào. Thần đã lục lão kim tìm, nhưng hai nàng thì như bông chim tâm ca. Thần đứng chết lặng mà xót xa trong già, không biết phải tiếp tục lên đường hay trở bước hồi quê. Bọn cướp ấy nhân dạng như thế nào? Muôn tâu, bọn chúng mang sắc phục của triều đình, nhưng tất cả đều che kín mặt. Mang sắc phục của triều đình? Tâu dân, làm sao có chuyện đó được? Lính già dù là đi ăn cướp à? Muôn tâu, nếu không đúng sự thật, thần cam chịu tội rơi đầu. Thôi được, chấm truyền lệnh tâm nã quả tốc, quái hổ tướng quân đem quân lên Phụng Hoàng sớm truy lùng bọn cướp, chấm hạn kỳ cho Thất Nhật. Nếu tìm không ra tung tích nhị vị phu nhân thì Tấn Trạng sẽ bị rơi đầu. Trời ơi, cái thằng cha quan gì đó bỏ chị em mình ở đây rồi đi đâu mất tiêu hả? Chị ơi, chị nói nhỏ nhỏ một chút, ở đây là triều đình mà nói thằng cha này thằng cha nọ coi chừng đứt đầu nghe cưng. Ai cưng? Ở đây là triều đình, mình nên giữ gìn tư cách. Xin lỗi, em quên nghe chị lớn. Cái thằng cha quan gì đó quên mất mẹ rồi. Quai hổ tướng quân. Thằng cha quai hổ nữa, cũng thằng cha nữa hả? Ý quên, quan quai hổ. Ông bảo chị em mình á cứ ngồi ở đây để ông vào trình đấu với thượng hoàng, nhưng ngồi quá lâu mà có thấy bóng dáng ông đâu. Sao mình lo quá không biết Học Lan còn sống hay đã chết. Vậy lúc vua lâm triều chị em mà cứ đánh liều nhào vô. Nhào vô nghe không? Phải đó, mình cứ xông đại vô mà kêu quan ha. Dù có chết á, Kim Chi này sẵn sàng chịu chết mà. 1, 2, 3 là ta xông vào ha. Chưa, chưa. Sao chưa? Chừng nào lâm triều mới vào chứ. Vậy thì 1, 2, 3 chị em ta ngồi đợi. Đã quá hạn kỳ Thất Nhật mà tin tức của bọn cướp và hai vợ của Tân Trạng vẫn bạc tâm. Hoàng Phi Học, Khanh đã phạm vào tội tử. Muôn tâu, xin bệ hạ gia ân thêm một thời gian nữa. Không, lệnh của quả nhân không thể nào thay đổi được. Quân, đem Hoàng Phi Học đã pháp trường trảm thủ. Dạ hoàng hoàng, xin lệnh tiên nhân ngài bù đức thiên cho tôi hồi an tử. Vì Hoàng Phi Học trạng nguyên không phải là kẻ xạo ngôn giọng ngữ dám phạm thượng khi quân, để cho tiên nhân phải nổi cơn lôi đình tính. Nàng là ai mà dám ngang nhiên vào giữa sân rồng? Mau quỳ xuống bái kiến thiên nhân. Ít trời ơi, quên nữa, quỳ lễ qua ơi, quỳ xuống. Dạ quỳ, dạ quỳ. Hãy bình thân. Học Lan. Kim Chi, Kim Chi. Trời già còn thương ta, nên tưởng đâu mình đã cách xa. Từ lúc em lâm nàng đã không mong gì tương phùng em ơi. Ngờ đâu còn thấy nhau, tưởng đâu như
chim bao. Em bàng hoàng nói không thành câu, hướng cho vàng giữa nơi triều trung. Thôi đừng buồn em ơi, ta đã bên nhau. Nay không thể xa rời, cho dù phong ba chàng ơi chàng ơi. Giờ hãy bình tâm, nên cái rành nguyên do nào em sống còn nơi dương trần. Giữa lúc chàng cùng với bọn bất lương quyết lòng sanh tử, em với lệ hoa bị bọn gian nhân bắt giữ âm thầm. Em đi cố sức dĩ dùng, nhưng không có khỏi gì thân gái chân mềm tay yêu. Bọn chúng lôi em vào trong một ngôi cổ miếu, rồi tước hương trần định kết liễu đời hai kẻ bạc số vô duyên. Thiếp với lệ hoa thảm thiết gian sinh, tên bước cướp dường như đã đồng lòng trắc ẩn. Người mới nói thật rằng ta giết ngay nàng là vì bốn phận phải thi hành theo lệnh của công chúa đương triều. Người nói không phải là bọn cướp đường, mà tiểu tướng họ Dương đã lãnh lệnh công chúa bảo anh chặn đường giết chết vợ quan tràng. Nói xong người cởi bỏ cân đai vào chốn rừng sâu lánh nàng tiếp trở ra đường cái quan thì gặp quân triều. Tất cả những lời nàng nói lấy gì bảo đảm? Dạ muôn tâu, ba cái đầu của vợ chồng thần thiếp. Như vậy là mọi việc đều do công chúa con ta. Rồi đây ta sẽ trừng trị bảo anh công chúa. Quân, mở trói cho hoàng phi học. Trẫm truyền lệnh cho phục chức trạng nguyên. Thánh thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Ngự trên ngôi cao chẳng nhìn thấy dân, chiều cánh khổ đau lắm nỗi đoan trường. Bởi bọn đình quan thì tham đắm, chỉ cần bạc vàng và nhục trắng, có thương dân nghèo phải chịu thương đau sống đời gian.